nam thoảng đi, hương bay ngào ngạt y. Bóng ác nghi tà đã gác đi non tây y. Trăng in mặt nước y vơi đầy, bảo hà cổ tích y xưa nay y còn truyền. Đà Phật, ngài ra ngự đồng phép ngài lục trí thần thông. Thank you.
phong hoa tuyết nguyệt đượm mùi, dâng câu thiên bảo ý chuốc nhời Huế phong chuốc chén ô lòng hội quỳnh tiên, chuốc chén trà ô lòng cố nâng bình ngọc, các bạn kiên dâng ông bảy chén trà chào long đi hiến đi thượng kim bàn mẫu đơn nhi long tình, lúc thừa nhàn quan hoàng bảy hiến vui ba chén khuyên mời hồng trà, ba chén khuyên mời thanh nghi hương mỹ vị ngọt đi bùi kỳ chân á chân á chân ngọt bùi kỳ chân.
lên đất ý a hà bảo hà nếm mùi phong nguyệt ý a đó là cảnh thần tiên sáng u sáng u lưu phàn trên bảo hà a tiên mê thần tiên trên bảo hà cỏ cây hoa lá ý ngân tần ngân yên hà năm ngoái ý a mười phân xa còn kém xa sáng u sáng u lưu phàn xa còn kém xa mười phân xa kém xa mười phần trên cung trăng ai hẹn ý a chờ ai chờ vì đồng hoàng đi châm lĩnh ý a tình cờ ông bày gặp tiên sáng u lưu phàn tiên là gặp tiên tình cờ đào đồng đào rẽ mây cho tỏ ý a lối vào sơn bào hà sơn sáng u lưu phàn sơn y bào hà sơn lối vào bây giờ sách ra xem thấy bốn chữ đề đức nghi năng tương tuy tuy quan hoàng bảy có say một tí với đời khuyên ai giữ trọn đạo làm người đã đi lễ Phật lấy chữ Di Đà là hơn cả số trường sinh lão ấu chép biên ai người tâm nghi thật thảo hiền tu nhân cũng là tích đức
ông bảy chép biên cho rõ ràng. Còn bao kẻ ngang nghi tàng bạo ngược chỉ hại người không trước thời sau, lỗi lầm có xa chi đâu, diệt nghi môn thiên ngục giáng nghi đầu hung tinh. Mất chữ tâm thời tội phải mang, lưới trời bùa khắp bốn phương, hại nhân thì nhân hại khó tìm đường thoát thân. Cầm cân này mực ông lấy chữ tội chữ đức để mà cân, này đừng có ai khoe trọn vẹn mười phần chữ đức kia mà rơi mất, ông bảy cầm cân sao cho bằng. Đừng trọng phú khinh bần, cây đức kia mà tươi tốt ông cho muôn phần vẻ vàng. Cùng nghi đàn tiếng hát hôm nay hoàng độ cho các đệ tử phúc nghi dày lộc dư. Trần thanh nghĩ cao rồi lại mười phần ghế ông được thanh cao. Chữ cương thường treo cao giá ngọc, chữ tam tòng tứ đức khuyên ghi đệ tử con vọng bái tổ quỳ bảo hà xin đức hoàng bày người độ trì chứng minh. Bảy say cùng ai đây, hoàng say đi gió về mây, say trăng say nước say hoa say người. Còn trời còn non, 12 các cô còn tiêm thuốc thì ông bảy còn say sưa.
các cô tiên nàng, cô nào việc ấy sửa sang gia hầu. Tiên cô nàng cả pha nước trà tàu, nếu mà đồng ý ông bấy gật đầu vỗ gối ban khen. Tiên cô nàng đôi dâng nghi bộ khay đen, xe ngà tàu sứ móc mơ tiêm nạm vàng. Tiên cô nàng ba dâng nghi hộp thuốc ngang, thế là vừa ý ông bày bảo hà trên đất sơn nghi lâm. Nàng tư đốt đỉnh lư trầm, cô nàng tư cô đốt đỉnh lư trầm, ngọn đèn cô kêu to tay cầm bóc mơ tiêm. Tiên cô nàng nằm dâng nghi hộp bánh nguyên, kéo xiêu thuốc lá cành tiên ái xanh đi. Tính nết nhu mì tiên cô nàng sau, tính nết cô nhu mì hạ về dâng ông con ngựa xám, để thu sang ông bảy đi chấm đồng. Tiên cô nàng bảy nảy khúc đàn thông, đôi tay cô gầy đàn ngũ âm nõn nà. Nàng tám dâng nghi trước lược ngà, đôi tay cô chải chuốt ông khen là cô khéo tay. Yêu điệu ai tày tiên cô nàng chín, yêu điệu không ai tày, đêm ngày cô dâng một đôi giày vào hầu ông. Tin cô 11 quạt nước pha trà, âm tiêm bình ngọc có đôi tay ngà dâng ông. Tiên cô 12 múa lượn bài bông nghi, 12 các cô tiên nữ hầu giả đôi bên ông rõ ràng.